hết bác. Rồi ok, nghe của chị là 720 triệu. Mai mốt mà có đám sinh nhật này tháng thôi nôi gì hú. Bội không, em thề với Bộ Nhi luôn, má con già con quỷ già bên này. Nó mê Bộ Nhi, má con quỷ già. Má mê gái đó. Ta mê là má Bộ Nhi mà ta không có Bộ Nhi. Cho em xin cái được không? Bộ Nhi cho em xin số điện thoại được không? Nửa đêm đừng gọi như bà nội chửi chết. Không, má không phải má ơi. Ta mê trai mà má xin số điện thoại làm gì quá giống quá à. Gọi vô rồi, vô mời cả nhà mình nha. Vô, hai ba, vô, hai ba, vô. Hết nhà. Rồi, cho thêm là 2 ly nữa đi cho anh Hân với anh Minh Nguyễn lên nhìn mặt. Cho 2 thùng nữa, cho 2 thùng nữa. Thôi thôi thôi, lùng được bà nội. Tôi đang kiếm đồng minh đó má. Má nghĩ con không có tiền cho bà má uống là vậy má. Không phải là không có nội. Giống như là chị em mình chơi với nhau đi. Cho nó vui vẻ chứ mình quay lên cũng vậy à, nó hết hết khách rồi mình chơi vậy. Dạ. Không. Bà mê lắm, bà mê lắm. Khi mình uống á, mình quay lên người ta mới thích coi. Đó, nó vui vẻ. Vậy là mình xỉn rồi, mình xỉn rồi. Ủa cái gì mà hai ba chỗ vậy? Từ Ninh Kiều hả? Vĩnh Long là Vĩnh Long, là Ninh Kiều. Hồi nãy nhậu ở Ninh Kiều. À, nhậu ở Ninh Kiều. Thôi chết. Bển Ninh Kiều quá hả? Chết mẹ rồi. Có đi cầu tình yêu chưa? Có. Có dùng ổ khóa em với Bộ Nhi. Ơi lời. Có gì vậy má? Có yêu nhau gì? Có thấy ổ khóa Bộ Nhi mà mở được nhiều chìa chưa? Không thấy tên. Không thấy tên. Quay 8 phút rồi. Là Thái Hoàng Thiên Bảo. Quay 8 phút rồi. Quay 8 phút rồi. Quay 8 phút rồi. Ủa bộ ai cấm á? Mẹ à vô về. Quay 8 phút rồi. Còn hôm nói chung ngồi chơi quay rồi. Dạ bye bye. Có clip làm kỷ niệm. Dạ cảm ơn má nha. Bánh tráng đang ngon. Để lúc đó để ăn tiếp. Má. Trời không, thôi má tôi hoài, ai ăn hiếp má tôi hoài à. Má. Kêu má nhậu luôn đi. Má ơi, trời ơi. Sợ má muốn chết. Sợ má muốn chết. Má. Thôi mày đừng có lời cây bà nội má. Ơi. Không. Cái này là cái vụ của má con tụi mình đúng không? Cái gì vậy? Má nhậu luôn. Không phải. Má của bạn má. Bà đây là khách. Khách là ngoại. Ngoại cái này nè, anh đây má. Không phải là kia. Má chồng. Ngoại đừng có bà này nè, ngoại là uống ngoại. Trời ơi, ngoại là hả? Vô tủ rồi, Đời của con là Bộ Nhi là quan trọng nhất. Má là người thân Bộ Nhi. Cái đó bà gọi tôi gì bà nội, bà tắt máy cái coi bà nội, bà gọi tôi quá trời gọi kìa. Chết mẹ. Có gọi không? Có, đang gọi á, đang gọi đúng rồi. Má, có điện thoại con nha má, 41 nha má. Trời, số đẹp dữ vậy trời. Thôi con má. Cần máy gì vậy? Bởi mê Bộ Nhi, em thề với chị luôn, má ông nhân thích má em lại mới chơi luôn đó, là má ông dạy một mình chơi có lần một mê yeah. Ta bà biến đi. Bà nhậu với ngoại tôi là bà tới rồi đó. Bà ghê lắm đó. Rồi vô ngoại ơi. Không thờ luôn. Yêu lắm luôn, không thờ luôn á. Vô ngồi luôn. Không thờ luôn. Đó giờ không biết Bộ Nhi là ai là cũng không thích Bộ Nhi luôn. Trời, ngay cả Hoài Linh hay là này nọ còn thích nó. Rất nhiều thích Bộ Nhi đúng không? Má là quỷ già là thích nè. Quỷ già nè khoái Bộ Nhi nè, nhắc tôi lại đây nè. Vô cái. Ngoại con. Vô. Bạn Ly nha. Tại có theo dõi ngoại, tôi thấy ngoại đi vô tôm tôm thường lắm. Hay quá. Đi theo. Ngoại. Ý là ngoại của Bộ Nhi hả? Ngoại ruột lắm. Ngoại ruột luôn hả? Không, mấy bữa là qua là thấy mặt đội taxi mà bữa nay là không có taxi gì hết. Nên đi về sớm mà. Ngồi vô tớp bác em cởi áo cho ông coi. Bác liền luôn nè. Không, ngoại. Cái này ngoại cứ nhấp môi xíu thôi, còn nhiều con uống ha. Con kính ngoại ly. Uống gì sẽ ra một bánh cà hoa, bánh cà hoa. Cảm ơn ngoại. Tôi hát đi vô nè. Tiếng Campuchia luôn hả? Đã bắt 500 ngàn. Tôi sợ. Lý do? Mới lần. Thấy trai đẹp hả? Thấy trai đẹp mình quá. Thấy trai đẹp đó là tưởng tờ 20. Tưởng tờ 20 là tờ 500. Đúng. Trời ơi, em thề với Bộ Nhi là ổng mê Bộ Nhi cái gì mà mê như vậy? Nãy giờ em đến đây em có thắc mắc nè, Bộ Nhi có gì đó hấp dẫn đúng không? Mê Bộ Nhi nhưng mà tôi thương Vô Mi. Anh ăn em mong quẹt. Nhưng mà nãy giờ em cũng nhìn nè, em nhìn Vô Mi với em nhìn Bộ Nhi em nói ủa, Bộ Nhi cũng đâu gì hấp dẫn đâu ta, không có gì hấp dẫn ta. Ê ngon nha, ngon lắm nha. Không, giờ nhìn kỹ mới thấy nha, hấp điện dẫn nước nha. Điện nước nha, điện là điện ba pha, nước là nước máy, nước một tên. Anh đồn cái thử đi, nó cái nước nó đục ở dưới dòng sông Kinh Tẻ đi. Giống quỷ luôn trời. Vô, xe lông ba lanh lanh la. Vô. Mẹ. Vô. Ngoại ơi. Vô nè, hình của anh đâu, vô coi anh Hân với anh Minh Nguyễn. Vô ngoại ơi. Ngoại. Uống bia hồi về nhớ đeo khẩu trang nha.
Công an giờ này nó hay thổi đồ cồn. Rồi mời ngoại, mời tất cả mọi người nha. 1, 2, 3 vô cái đi. Không. Chưa hả? Cái này là em đang nói nè. Nhà, cái này là con gửi ngoại. Ngày mai ngoại ngoại mua đồ ăn, ngoại nấu cho bọn Nhi ăn. Chết. Ôi chết rồi. Chết rồi. Không thầy. Trời ơi, cảm ơn con nha. Trời ơi, má, bữa nào đi chơi con, má làm má có bầu chung khóc chết. Má ơi, má. Tại em có bầu được bà nội. Má, con có chồng hai con rồi má. Trời ơi, nữa, khổ quan thị kính. Cảm ơn ngoại. Vô. I love you ngoại. Cái con quỷ này thiệt tình nó mê gì đâu á. Không. Tự nhiên nó dẫn được chơi cái nó mê. Tự nhiên bà lên cốp ra nó mổ tôi là sao. Không thề với ngoại luôn, con thề với ngoại luôn, con không hề biết Bộ Nhi là ai luôn á. Trước kia con cũng không thề, không hề biết Bộ Nhi là ai. Quỷ nè, Quỷ này mê Bộ Nhi nè. Trời ơi, Bộ Nhi có gì đẹp đúng không? Con nói cho ngoại nghe nè, đúng không ngoại? Hoài Linh hay là Dương Trường Vũ hay là Bảo Anh, bất kỳ ai con cũng thề, không hề mê luôn. Chưa từng tặng con cho một người nào luôn. Sao mà con... Má giống quỷ nè, quỷ này mê nè. Má quỷ. Mà em qua đây tự nhiên nó thấy mê Bộ Nhi hơn con mê nữa. Nó mê hơn. Chị nói không? Đi ra mình sai lầm phải không? Không thề. Chắc qua là sai lầm phải không? Chắc qua sai lầm. Mốt qua nhà em nha. Một bà có trai đẹp mà tôi qua là em. Má ơi má, nhà con bao trai đẹp. Xả muối. Ok. Lực lượng. Ok. Lực lượng rồi đó. 178 xèn 17 La Văn Quế. Come on. Ok, có người hỏi rồi đó. Ok, come on. Qua bển chơi trai nè. Ông thề yêu. Ai, ông đừng có làm bậy nha ông. Nội. À cũng à, sắp tại à, sắp tới sinh nhật con trai có gì muốn chung mày về à, Vũ có chị em về chơi. Má ơi má, má có làm quà. Chung mày với Bộ Nhi. Chung mày. Ôi. Ôi nhưng mà chung mày, chung mày cũng vậy à. Thôi anh, Vũ từ mì thì nó sẽ ra nghề khác anh. Vậy hoài luôn á. Mì gói rồi đó. Nè. Tại chú có làm đó. Mì lại nha. Mốt tới sinh nhật em nhớ qua nhà em nhậu nha. Ok, sinh nhật qua 178 xe 17 Lê Văn Quế. Sinh nhật gì tháng nào? 20 tháng 10 qua rồi. Vàng á. Dạ thôi bây giờ. Bây giờ sinh nhật. Bây giờ sinh nhật Bộ Nhi đi. Bộ Nhi sinh nhật mấy? Tháng nào? Thề luôn. Tháng 1. Má thề luôn, tới nhà tôi đi tôi bao bà nhậu luôn. Ok. Nè. Má tôi bao bà luôn, chai sáu muối đẹp trai là bao luôn á. Là má tôi bao bà luôn. Không, tôi thề luôn. Tôi thề má tôi bao bà luôn. Má, Bộ Nhi không lẽ tôi gạt bà đúng không nè. Má tôi sống đây mấy năm rồi. Đúng không? Bao luôn. Bao đẹp trai luôn. Bao bụng bự luôn. Hai đẻ quan trọng nè, lúc này. Hai đẻ quan trọng. Không mà nó giận dễ thương. Dạ không có điện thoại bể đó chị, bỏ vô đi chị ơi. Bể lụm mua cái khác. Thôi đi đi đập má. Đập đi má, hãy đập đi má. Đập luôn. Bỏ luôn. Đập má bỏ vô rổ em bán. Không, đập luôn, đập luôn. Bình thường đập luôn. Ai nào mổ không được con mang kêu con à bà nội. Quỷ nè, thấy gái nó mê vậy đó. Kỳ vậy đó. Quỷ gì? Mê lắm. Nó mê, bà mê Bộ Nhi thiệt luôn á. Bà này bà mê Bộ Nhi. Bà mê. Trời trời má thiệt chứ ba này ba. Quỷ. Má tôi nói tôi uống nhiều bà uống nhiều nha. Trời ơi thương tôi luôn. Tại sao? Vậy chứ tao tôi xin đó. Tại sao lại nỡ ăn thịt đồng loại của nhau? Tại sao? Má tôi nói bà uống xỉn chưa? Sắp xỉn rồi. Thấy rằng nó đúng không? Vô nè Bộ Nhi. Tại sao lại ăn thịt đồng loại của nhau? Vô. Bình thường mà đúng không? Thôi bây giờ nhiều đây rồi nhà này mặt nó đang làm. Dễ thương mà. Uống ít hay bây giờ. Ủa cái liền của ai? Cái liền của ngoại. Bà bắt cửa á, bà sao vậy? Bà sao vậy? Xịn, nhậu má. Mới xanh thương này. Trời ơi trời. Ghét hả? Không thờ luôn má ơi. Quỷ này âm binh. Má cái chân mày cái gì vậy trời? Tâm nha. Sao đẹp? Đẹp cái con nuôi trai á đẹp. Đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Đẹp con quỷ. Tháng sau đi phun hồng nhũ hoa nữa. Trời ơi. Đi ngoại chơi không lại rồi.
Không phải không lại. Ngoại, con Phong đẹp con sẽ giới thiệu cho ngoại. Yeah, ngoại được tiền nha ngoại. Ngoại đẹp lắm. Con Phong đẹp con sẽ giới thiệu ngoại đi Phong. Yeah. Yeah. Thích lắm luôn. Yeah. Ngoại ngoại ngoại, con yêu ngoại. Không phải cái gì nhưng mà con rất là thích chị Bội Nhi luôn em. Con thề. Trời ơi, mới giỡn qua một bữa mà nó này. Không, con thề với ngoại luôn nha. Trước kia thì giống như là kiểu như là ông Hồng Phúc nha, Đàm Minh Hưng ha. Bội Nhi với vô mì để có tám chuyện gì anh dạ. Vô mì với Bội Nhi chơi ha. Dạ ok. Ủa, ok, cái đó là khỏe luôn. Không, ngoại ý con nói là trước kia thì con giống như là quen biết rất là nhiều luôn á. Kiểu như là Đàm Minh Hưng ha, ông Hồng Phúc này nọ vậy đó. Nhưng mà con chưa từng, con thề luôn, chưa từng tặng hoa cho một người nào đó luôn, chưa từng luôn. Nhưng mà bữa nay là anh nói cho con là lại thăm Bội Nhi. Nói này nọ này nọ. Rồi thích Bội Nhi luôn. Rồi mê Bội Nhi luôn. Mê Bội Nhi luôn. Tao fan mình đi cấp mới rồi. Rồi hùng cái đi. Mới của mình đi cấp rồi. Đâu có bị bỏ rơi. Không không, không phải là nói cái gì nhưng mà con có là thích Bội Nhi con thề luôn. Chị ơi. Hùng chứ hùng Bội Nhi một cái đi. Là... Trời ơi, hung lâu vậy hả? Hung bể cái mặt luôn, hung bể cái mặt luôn. Không, cái này là nó thiệt luôn. Không phải sơ bộ. Nhớ số điện thoại của em nha. Nhớ rồi. 178-17 Lê Văn Quế. Nhà của em, nhà của em. Em ở đó mười mấy năm rồi. Lê Văn Quế hả? Ủa, đồng sen đi lên. Dạ đúng rồi ngoại. Đừng nói ngoại chạy ngoài. Cái bên nhà con á ngoại. Ngoại chạy ngang ngoài. Ngoại đi xuống Mã Lò chơi á. Dạ đúng rồi. Mã Lò là cái bên nhà con đó ngoại. Trời ngoại Mã Lò là dữ lắm nha. Mã nó còn lò rồi đó. Ngoại nhấp. Cho anh cho mấy cục đá. Mấy người bạn kêu á Đạt. Nấu cái gì ăn là hú một cái là ngoại chạy lên. Chiên bánh xèo này kia rồi đó. Dạ đúng rồi đúng rồi. Đúng rồi ngoại đúng rồi đúng rồi. Bạn bè á. Dạ. Vui lắm. Nói chung là con ở đó cũng mười mấy năm rồi. Anh tên Nhân. Mặt tiền luôn ha. Mặt tiền đường luôn ha. Nhà con không phải mặt tiền đường nhưng mà vô hiểm, vô hiểm. Dạ. Hồi đó con mua là 1 tỷ mấy. Bây giờ 03. Lên 3 tỷ mấy 4 tỷ đúng rồi. Bây giờ trình độ mặt lắm. Dạ đúng rồi. Nhưng mà bạn có mua ở đây đi ăn quế mà đi vô cái hẻm mà đường Mã Lò. Dạ. Là hồi đó mua có 800 triệu. Dạ. 2 tỷ mấy. 03.